Nè, Diệu Bình nè, cái Tiên Đạt hình như là mới cắt tóc hay sao có nhỉ? Duy Kiên, Ngọc Ánh này. Các bạn khác đâu? Con thấy là cô. Con thấy mà cô, em không cắt đâu. Không phải nhìn con khác thế. Ok, các bạn khác đâu? Các bạn khác đâu rồi? Trời ơi. Ok. Mai có 4 người. Ừ. Các bạn đi xem bóng đá hết rồi đúng không? Hôm nay là có trận gì nhỉ? Indo với cả Malai à? Hay Thái Lan? Thái Lan và Indo. Ừ. Indo với Thái Lan cô ơi. Thái Lan đang thắng 1-0 rồi. À đây các bạn Minh Quân đây rồi. Chúng ta đợi các bạn nhé. Bạn khác đâu? Bạn Anh Duy với cả bạn Henry rồi. Bạn khác đâu rồi? Được rồi. Thôi không sao. Để cô tìm xem có cái bài gì không, chúng ta sẽ làm quiz trước nhá. Thích làm quiz không? Rồi, sau là con thi học kỳ 1 rồi á. Cô con á, đang học bài 2, phóng lên bài 8. Thế là lại phải quay lại hay bỏ bài 4, học bài 5, bài 6, bài 7. Thế có nghĩa là sao? Sợ thế. Ok rồi, bây giờ chúng ta sẽ làm lại cái bài unit. Cô bảo là về... Sao con cứ nói đi. Con cứ nói đi. Cô bảo là về nhà cô giao bài tập cho làm mà cô không có à, cô á hả? Cho học kỹ từ vựng mà cô bắt làm bài tập. À cô ý là con cô lớp con. Ờ à, rồi. Có nghĩa là cứ cho bài tập về nhà làm thôi. Ok. Ý là đáng lẽ là lớp con á là chưa có học đến unit 8 đâu. Ừ. Nhưng mà cô phóng lên unit 8 thế là cô lại phải quay lại học unit 3. Xong rồi cô bỏ unit 4, không học unit 4, học tiếp unit 5, rồi tuần sau lại học unit 7, 8. Học loạn unit 6, 7, 8. Không biết được cô ơi. Rồi các con vào quiz đi. Sao ấy nhỉ? À, thế cuối cùng thì thấy con unit 9 và unit 10 có cô dạy con không? Trời ơi, sao làm linh tinh vậy? Con học cho bó tay. Linh tinh quá. Thế còn các bạn khác thì sao? Các bạn khác thì sao? Các con học đến unit nào rồi? Em vẫn thế cô ạ. Vẫn thế có nghĩa là không nhích được tí nào. Kẹo luôn. Em mới thi giữa kỳ 1. Cuối kỳ 1 cô. Cuối kỳ, con thi rồi á? Thi vâng. Trường em thi sớm. Thế học cái gì mà thi đấy hả con? Nào không thi tiếng Anh. À không thi tiếng Anh. Ơ sao không có cậu? À đây, cô gửi lại link nhá. Sao ý nhỉ? Thế còn bạn Diệu Minh thì sao hả con? Lớp con học đến đâu rồi? Tự mở mic đi con, cứ mở mic mà nói. Ui. Mới có 4 bạn, các bạn khác đâu? Mới có bạn Đức Kiên, Tiến Đạt, Ngọc Ánh và Diệu Minh thôi. Cái bạn Minh Quân với cả bạn Diệu Minh đâu? À đấy rồi, Minh Quân và bạn bạn nào nữa? Hết rồi. 1, 2, 3, 4, có bạn Minh Quân. Ok. Rồi nha, các con đã hết rồi. À Thanh Nha nữa. Thanh Nha đâu rồi? À chưa? Thanh Nha. Có 7 bạn, chỉ cô ra còn 6 bạn trong khi đó. Còn bạn Thanh Nha nữa mà. Mới có 5 bạn vào phòng này, con này. Ta nha, bạn Thanh Nha vào lớp nhưng mà cô chẳng bao giờ thấy bạn tương tác gì cả. Ta chẳng tiếng gì.
tiếng gì nhỉ? Sao vậy? Thôi cô có gửi là đừng link cho cháu thế ạ. À, nào nói. Anh nhà. Cô gửi trong chat đấy. Có thể thấy luôn trong đấy. Ok, đây là unit 8. Unit 8 mà Ngọc Ánh đang học đúng không con? Đấy, con thử làm sao. Hôm trước cô cũng cho làm rồi, con cho làm lại. Để cô đi sâu hơn. Nhắc lại tên của câu chuyện. À ra là lúc nãy tai nghe khác nó cắm vào đây. Mình quên làm đúng hết này, giỏi thế con. Ngọc Ánh sao sẽ sai một câu thế này. À, thì quá, thì quá, thì quá. Yến Đạt cố lên. Con bấm nhanh lắm. Bấm nhầm, đánh tay ấy, nên là bấm lần nào con cũng bị bấm nhầm làm sao. Con không biết con ơi. Ok, các bạn cố lên. Cuối cùng là bạn Đức Kiên, tên là Đức Kiên hay là Duy Kiên nhỉ? Có tên là gì thế? Bùi Đức Kiên hay là Bùi Duy Kiên? Để hình củ khoai rồi. Ok, chúng ta sẽ làm nhanh nhá, sau đấy thì chúng ta sẽ học unit 9. Chúng ta còn mỗi buổi hôm nay rồi buổi thứ 6 nữa là hết rồi. Ta phải tạm biệt nhau rồi. Sang năm mới. Đúng ngày thứ 7. Ngày thứ 7 là năm mới rồi ấy. 1 tháng 1 năm 2022. Nhanh quá. Ôi cô, học nốt thứ 6 là hết hết cái khóa học này hả cô? Đúng rồi con ạ. Hết 12 buổi của cái lò luyện thi cho lớp 5 rồi đấy. Nhanh chưa? Cô cảm giác như là vừa mới dạy các con. Sao con? Hết lò luyện thi rồi, cô dạy thêm cái khác đi cô. Cô dạy thêm cái khác á? Cái này thì lại phải các thầy cô ở trong cái ban quản lý thì nếu mà có thế á, dự định mới thì cô mới dạy con tiếp được chứ. Đúng không? Cô xin đi cô. Cô xin đi cô à?
để đấy để các thầy cô xem xét thế nào nhá, rồi dạy các con tiếp nhá. Nhưng mà về cái lò luyện thi ý, thì là còn một buổi nữa thôi. Còn sau đấy thì còn cái lò nào nữa thì chúng ta lại tính tiếp. Chúng tôi dạy em nhá. À, Tiến Đạt vừa nói đúng không? Được rồi, sang năm con yên tâm. Sang năm để cô sắp xếp lại nha, rồi cô sẽ dạy con. Tiến Đạt làm xong chưa con? Mặc dù là con chưa học nhưng mà cũng cũng đúng một nửa đấy chứ. Ok, Thanh Nha làm tốt này. Chắc là con học rồi, đến bài này rồi đúng không? Bạn nào vào thêm à? Các bạn khác đâu rồi? Chắc là bận ôn thi rồi. Tiến Đạt, cái buổi thứ 6 con có bị ao ra sớm được không? À Đạt. Tự nhiên thứ 6 nhân ao ra sớm không được em. Chị đương nhiên. Lại ao ra sớm à? Lại 40 rồi lại chào tạm biệt các bạn à? Ôi yên tâm là thứ 6 là thi thử, thứ 2 là thi thật. Con thi toán à? Con ở trong đội tuyển toán à? Đỉnh quá. Có toán mà học được thêm cả tiếng Anh nữa thì phải tốt không? IOE á? Cô thấy bạn cấp 2 lớp cấp 1 nào cũng thi cái này. Ở trường con đã có thi được. Thế à? Chắc tùy trường đấy nhưng mà cô thấy hầu hết bạn thi này thi trên máy đúng không? Thi online. Xong chưa? Rồi, xong hết rồi. Cô đàn nha. Ok, lần này thì chắc là cô sẽ không mở đáp án nữa mà cho con hai answer. Ok. Rồi, đầu tiên, Tiến Đạt, chuyện cổ tích, chuyện thần tiên là gì con? Con chọn cái gì đấy? Fairy tale. Ok, fairy tale. Fairy là tiên đó. Fairy tale là câu chuyện. Thì nó là chuyện cổ tích, chuyện thần tiên. Ok, thế còn comic book? Hả Đạt, comic book? Chuyện tranh ạ. Chuyện tranh, detective story? Con. Từ không biết ạ. Hỏi bạn Đạt. Ờ, đấy Ngọc Ánh. Em có là detective story là chuyện trinh thám. Đúng rồi, chuyện trinh thám giống như là detective Conan đúng không? Có phải là con học cái chuyện này không? Ngọc Ánh học chưa? Nó có tên trong tiếng Anh là Case Closed đúng không? Case Closed là tên tiếng Anh của bộ truyện Conan đấy. Thế còn Folktale? Đạt, Folktale. Quên rồi. Thanh Nha, folktale là gì hả con? Folktale. Quên rồi, các con quên rồi. Folktale là chuyện dân gian. Ok, chuyện dân gian. Tiếp theo, chúng ta có The Story of My Auntie. Ok, chắc chắn rồi. Nhưng mà cô muốn hỏi là cái câu chuyện về My Auntie là như nào? Bạn nào tóm tắt lại được câu chuyện này không? Bằng tiếng Anh càng tốt nhá. Em à, Tiến Đạt, ok con. Tiếng Anh nhá. Tiếng Anh. Tiếng Anh thì em không biết đọc. Tiếng Anh không biết đọc à? Thế thì cô hỏi cho bạn nào nói tiếng Anh xem nào. Minh Quân có nói được không con? Con đã học bài này chưa? Minh Quân. Đâu rồi? À đây, thấy mở mic rồi đây. Ok, what do you remember about the story of my auntie? Ok, thì cô sẽ hỏi, cô không bắt kể chuyện nữa, cô hỏi là
What is my anthem like? What is my anthem like? He is hardworking. He is hardworking. Okay. What happens to him when he is on the island? What fruit did he grow? Do you remember? What kind of fruit did he grow on the island? It's watermelon. It is watermelon. Okay, very good. Được rồi. Thế bạn Tiến Đạt nói cho cô câu chuyện về Mai An Tiêm bằng tiếng Việt. Watermelon. Duy Kim biết chữ M nhá. Ngày xưa, ngày xưa. Có cái gì? Ôi, con kể được câu chuyện ạ. Để đợi đợi bạn Đạt kể cái đã. Con chờ tí. Có một cô công chúa với một chàng trai nghèo. Nhà vua thấy vậy liền đuổi cả cô công chúa và chàng trai lên đảo. Lúc được à, công chúa thế hả? Năm cô này, câu chuyện này em lâu lắm em không đọc, em không nhớ rõ. Rồi Ngọc Anh tiếng Anh càng tốt, tiếng Việt được tiếng Anh thì càng tốt. Mai An Tiêm. Kể tiếng Anh đúng không cô? Ừ, tiếng Anh con. Cô nghĩ là trình của con phải tiếng Anh đi. Ok. Mình sẽ, sau khi mà mình kể một câu chuyện ý, mình sẽ dùng cái từ nối như là first này, second, next, then and finally. Đúng không? Các con vừa học cái từ đấy không? Có đúng không? Dạ đúng rồi. First. Con kể nha cô. Được, con kể đi. Kể cô có biết cái này lên. Con kể. First, King Hùng ordered Mai An Tiêm and his family to live on island was very far away. Then one day, An Tiêm found some black seeds and he grew them. The seeds gave watermelons. Đơ mất rồi. Ngọc Anh ơi. Con chào cô. Bạn xin Anh lỗi Duy và bạn Henry vào muộn quá. Rồi không sao. Cô với cả bạn vào muộn. Ok con không sao. Rồi được không sao con. Cô với bạn các bạn đang kể chuyện về Mai An Tiêm nhá. Không biết là ở lớp con đã học chưa? Thì bạn Ngọc Ánh bạn đang kể dở nhưng mà hình như là bên bạn đang đơ mất rồi. Con thấy bạn Ngọc Ánh đứng hình không? Thấy bạn Ngọc Ánh đứng hình chưa? Ok, đấy cho cô sẽ viết nốt. Cô sẽ viết nốt những cái từ nối ở đây. First, next, then, finally. Cuối cùng là gì đó. Ok. Rồi, thế bạn Henry và bạn Anh Duy, có bạn nào nhớ về câu chuyện của Mai An Tiêm không? Có thể kể cho các bạn không? Còn bạn... Nhớ, cô cũng không nhớ nữa cô. Không nhớ à? Duy Kiên có kể được không con? À, không cô. Bạn nào kể được? Kể bằng tiếng Việt cho cô trước vậy. Đấy. Kể một câu chuyện. Ok, thì cô sẽ đọc qua về câu chuyện nhá. Thực ra cô phải đọc đây. Ok, đầu tiên là vua Hùng đã ra lệnh cho Mai An Tiêm và gia đình đến sống ở một cái đảo hoang rất là xa. Tiếp theo, rồi một ngày nọ, Mai An Tiêm đã tìm ra được cái vài cái hạt màu đen và ông ấy đã gieo nó xuống đất. Sau đó cái hạt này nó nở ra, nó lớn lên thành quả dưa hấu. Cô ơi, con nhớ là có con quạ đưa hạt đến mà cô. Quạ? Không phải cô ơi. Đúng là con hạt. Khi đang vui nhau ăn thì Mai An Tiêm thấy thế, nghĩ rằng là động vật ăn được thì mình cũng ăn được. Động vật ăn được thế? Đúng rồi đó cô. Câu chuyện này cô đọc ở trong sách lớp 5 của con ấy. Tiếp theo, gia đình Mai An Tiêm đã đổi những quả dưa hấu này để lấy thức ăn và nước uống. Và cuối cùng thì vua Hùng nghe được cái câu chuyện này và đã
ra lệnh cho Man Tiêm và gia đình trở về nhà. Đấy, mình chỉ có 4 cái chi tiết đó thôi nhá, là chi tiết quan trọng nhất nhá. 4 chi tiết quan trọng nhất, còn những cái con quạ hay là cái gì đấy là chi tiết nhỏ. Nó chưa xuất hiện trong cái bài này của mình. Ok, rồi. Bạn nào kể lại cho cô được không? Con có sách lớp 5 đấy không? Mở ra, trong đấy có đấy. Đúng không? À, Ngọc Ánh về rồi đây này. Bạn bạn nào kể được bằng tiếng Anh cho cô nào? Nói theo ý hiểu của con cũng được. Ngắn gọn thôi. Và sử dụng cho cô những cái từ là first này, next, hoặc là then, finally, hoặc là in the end. Ok, Ngọc Ánh về chưa con ơi? Ngọc Ánh đâu con ơi? Trở lại này, con bị lớn. Đấy. Cô vừa kể lại bằng tiếng Việt cho các bạn. Có phải là câu chuyện đầu tiên là nhà vua ra lệnh cho Man Tiêm và gia đình ra một cái đảo hoang rất là xa, xa xôi. Rồi một ngày nọ thì Man Tiêm tìm ra được một cái hạt màu đen và gieo nó xuống dưới đất và nó mọc lên thành cây dưa hấu, quả dưa hấu. Sau đấy thì Man Tiêm sử dụng quả dưa hấu này đổi trác, bán đi lấy tiền thức ăn nước uống. Cuối cùng nhà vua nghe được câu chuyện này và đưa Man Tiêm trở về nhà. Đấy. Ông Ánh. Đấy, đến lượt con đấy. Sao? Kể nốt câu chuyện với Man Tiêm con. Kể hết rồi mà cô. Lúc nãy con bị đơ, cô nghe gì đâu, các bạn không nghe gì hết. Lúc nãy bị đơ. Lúc con nói được ý đầu tiên thế là con đứng hình luôn. Chả ai nghe hình gì. À, nãy con mạng lát. Ok, đây con kể ngắn gọn thôi. First, King Hùng ordered Mayan Tiêm and his family to live on an island. The island was very far away. Then one day, An Tiêm found some black seeds, and he grew them. The seeds gave watermelons. Next, An Tiêm's family exchanged the watermelons for food and drink. In the end, King Hung heard about the story and let An Tiêm and his family go back home. Đúng rồi, con đọc chuẩn sách giáo khoa đấy. Đúng không? Con đọc trong sách đúng không? Ok, không sao. Miễn là mình có cái câu chuyện là được rồi. Đấy nhá, nhìn chung là như vậy. First là đầu tiên, next then là tiếp theo. Khi mà con muốn trình bày mỗi câu chuyện ý, không phải đầu đầu có bắt đầu có đuôi. Đầu tiên là tiếp theo, cuối cùng là ok. Tiếp theo chúng ta có câu chuyện Aladdin and the Magic Lamp. Aladdin một cái đèn thần đúng không? Ok, Aladdin and the Magic Lamp. Snow White and the Seven Dwarfs là câu chuyện gì? Snow White, Bạch Tuyết, Bạch Tuyết. Lùn. Ok, các con nhớ viết cái từ này cho đúng nhá. Dwarfs. Ok. Next one. Doraemon. Ok, được rồi. Câu hỏi tí. The Hare and the Tortoise là câu chuyện gì đấy? Bạn nào biết không? Anh Duy, ok con. Con tự mở mic. Được. Câu là câu chuyện thỏ và rùa nó chạy đua. Thỏ và rùa như nào con có thể kể cho cô được không? Kể theo ý hiểu con rồi là được. Nhớ là sử dụng cái từ này nhá. First, next, then, finally hoặc in the end. First, the hare take the turtle a chỗ này con định kể là chạy chậm hơn nó. Nhưng mà con chưa biết kể. Ok. Con cứ nói đi. Nói thế nào cũng được. Chỗ nào không? The turtle not and the hand turtle as stars. Còn một vài từ con không biết. Là từ gì con? Cuộc chạy đua. Race. Chạy đua là race. Chứ là chạy chậm. Race là cuộc đua này. Kiểu cuộc đua kỳ thú ý. The Amazing Race. Con có xem cái chương trình đâu. Chạy chậm á. Run slower. And chẳng hạn như là the hare runs slower than the tortoise. Đấy. The hare and the tortoise.
Ok, sao người ta không gọi là the rabbit nhỉ? Rabbit là như kiểu con thỏ trắng ấy, còn hare như kiểu con thỏ rực ấy con ạ, sẽ khác. Ok, anh Duy đâu rồi con? Kể tiếp đi. Xong chưa? First, the hare touched the turtle, run slower than me. The turtle not, the, không đồng ý nữa cô. Doesn't agree. Doesn't. Then. Turtle hare touched the right. Finally, turtle it win. The turtle. The tortoise wins the race. Okay. Các con có hai loại rùa. Đầu tiên là rùa cạn và thứ hai là rùa ở dưới biển đúng không? Thì con tortoise này nó là con rùa cạn. Ngày xưa học là to toi bởi vì cô không biết đọc. Mà đọc là tortoise. Tortoise là con rùa cạn. Nó cái bàn chân của nó có móng ấy, nó sẽ đi ở trên cạn. Còn cái con turtle mà con quen hơn thì là con rùa. Turtle này là con rùa biển nhá. Cái chân của nó như là cái mái chèo ấy, mà nó không có móng, nó sẽ bơi kiểu như này. Cho con xem hình. Cho con xem hình xem là hai con rùa này khác nhau như nào nhá. Mình hay được dạy là turtle đúng không? Nhưng mà có con tortoise nữa. Turtle or tortoise này. Đấy, thấy chưa các con? Đây là con tortoise, là con rùa trên cạn này, nó có cái móng móng. Còn con rùa turtle mà các con quen hơn là con rùa biển. Giống như trong Finding Nemo ấy, đi tìm Nemo ấy, là con rùa đây. Đấy. Con ba ba. Ba ba á? Không. Ba khác. Ba ba thì là cô là một loại rùa. Đúng không con? Cô không biết con ba ba là con gì đâu. Cô chỉ biết con rùa cạn và con rùa biển thôi. Đấy, đây là con tortoise, còn đây là con turtle. Đấy nha. Ok. Tiếp theo. Crow, cái này vẫn nhầm. Crow nhá. Vứt cái chữ N này đi. Chúng ta có con quạ. Dwarf là người lùn, chú lùn. Character, nhân vật. Main character, chính. Bạn nào chọn hào phóng đây? Generous là hào phóng. Hardworking, chăm chỉ. Kind, tốt bụng, hiền lành. Gentle. Ok. Clever, khôn khéo, thông minh. Policeman. Ok, được rồi. Thế thì cô sẽ vào bài Unit 9 nhá. Để cô thế. Unit 9 dài phết đấy. Dài phết. Rồi, what did you see at the zoo? Ở đây chúng ta sẽ gặp từ gì nhỉ? Thì quá khứ. Hôm nay chúng ta sẽ học cách chia động từ một bài thì và bài từ trong quá khứ nhé. What did you see at the zoo? Bạn đã nhìn thấy gì ở sở thú? Ok, vocab thì cũng ngắn gọn thôi. Có 3 chủ đề. Con vật này, hoạt động của những con vật đấy này và đặc điểm của chúng. Đầu tiên chúng ta có những con vật nào? Henry, đọc giúp cô những từ này. Con đã học đến Unit 9 chưa? Chưa, chưa thì cũng cứ đọc. Cô biết là con đọc được. Con cứ đọc đi. Biết đọc rồi, cô biết đọc từ đầu tiên không? Cô đọc trước cho nha. Mình có 2 âm tiết, tổng âm giờ tiết thứ nhất. Chúng ta đọc là Python. Henry con cứ mở mic đi. Python. Ok, tiếp theo chúng ta có từ dễ quá. Tự đọc đi con, tự đọc được. Cô nói là màn hình của con nó bị tối rồi cô, màn hình con bị tối rồi. Cái gì tối? Màn hình con bị tối á? Sao con nói bé thế? Bé quá, Henry. Màn hình của con bị tối rồi nên con vào cái khác nha. Được con. Rồi, thì cô sẽ gọi bạn khác. Bạn là Duy Kiên. Đọc giúp cô các từ này thế nào. Các con đã học đến Unit 9 chưa? Ừ. Đến giúp cô đang đọc à? Ừ. Hi. Hi.
Python. Python không phải Python. 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 Ờ, đúng không? Con chăn. Peacock. Con đọc cái này chưa? Cô chưa nghe thấy. Ok, đọc lại cho cô từ số 2. Peacock. Peacock. Ừ, con công. Gorilla. 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 Mình có tiết. Ok, gorilla. Theo. Panda. Panda. Ok. Và cuối cùng chúng ta từ trunk. Trunk. Trunk là voi, con voi. Thế con voi là gì con? Voi. Elephant. Ok. The elephant's trunk là voi voi nha. Ok, được rồi. Bạn Diệu Minh, giúp cô cái từ này với con. Hết nha. Em giúp cô làm Python. Python, đúng rồi, số 2. Peacock. Peacock. Số 3. Gorilla. 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 Đúng, số 4. Panda. Panda, giỏi. 5. Trunk. Trunk. Ui, chuẩn luôn. Ok, nhớ nhá. Python là con chăn. Con chăn nó khác con rắn ở đâu? Con chăn là nó sẽ nuốt chửng cái con mồi vào trong bụng rồi nó sẽ nằm khoảng vài tháng để tiêu hóa cái con vật đấy. Con chăn thì nó hay xiết con mồi trước cho nó ngạt thở đi rồi nó sẽ nuốt. Đó, con chăn có thể là con chăn rất là khổng lồ ở trong rừng rậm Amazon ấy. Đấy. Con công thì các con biết rồi, con công là con màu sắc rồi khi mà nó xòe cái lông nó ra thì rất là nhiều màu đúng không? Gorilla là Gorilla sẽ khác con monkey đúng không nào? Monkey khác con gorilla. Là... Gorilla là cái con to, xong rồi nó đập như này. Đấy. Ok, panda đấy các con biết rồi. Tổ chức khung kiểu kung fu panda đấy. Kung fu panda cuối cùng là trunk là cái vòi, con vòi ấy. Sao? Tiếp theo chúng ta có những từ gì đây? Đợi, và những con vật này thì nó làm cái gì? Ok, bạn cô chưa gọi bạn nào nhỉ? Bạn Thanh Nha. Thanh Nha đọc giúp cô những từ này. Đây là những hoạt động của các con vật chúng ta vừa mới học xong nhé. Ok con, từ đầu tiên con sẽ đọc là gì? Tất cả những từ này đều có một âm tiết thôi. May quá đúng không? Dễ. Thanh Nha ơi, con bật mic nào. Move. Move. Đúng rồi, move. Chuẩn. Là di chuyển. Giống như là giao hàng gì nhỉ? Aha move là la la move gì đấy. Đấy, từ move, di chuyển. Ok, số 2. Cái bài hát của Katy Perry, con có biết bài này không? Đọc là gì? Anh Nhạc, con đừng tắt mic, con đang hỏi con. Roar. Đúng rồi, roar là gầm. Ok, số 3. Học như nào con? Run. Run. Ok, con đừng tắt mic. Con cứ mở mic đấy, không phải tắt bật đâu. Số 4. Jump. Jump. Ok, không phải jump đâu nhá, là âm G âm tiếng Việt ý. Jump. Mình phải cong môi lên. Jump là nhảy. Ok, số 4. À, đầu số 5 nhầm. 5. Swing. Swing, không phải là swing mà là swing. Swing. Đúng rồi, do nha, do. Và cuối cùng chúng ta là số 6. Nhìn như nào đọc như thế luôn, nhìn như nào đọc như thế. Đọc đi con. Đọc, nhìn nào đọc như thế. Spray. Spray. Ok, được rồi. Cô hỏi con đây này. What animal can run? What animal can run? What kind of animal can run? Ý hiểu của con.
thế nào cũng được. Kể cả cái con nào nó không xuất hiện trong những từ cô vừa dạy cũng được. What animal can run? Anh nha. What animal can run? Con vật nào có thể chạy? Hả con? Con hiểu hỏi cô không? Rồi, không trả lời cô rồi. Ok, bạn Tiến Đạt. What animal can roar? Is kangaroo, lion, tiger, panda. Cô chỉ cần con nói cho cô một, nói cho cô một con thôi, nhưng mà chúng ta phải nói đầy đủ chủ ngữ vị ngữ. Đúng không? Cô hỏi con là con vật nào có thể gầm? What animal can roar? Thì con trả lời là con sư tử có thể gầm. Thì mình nói như nào? Con sư tử có thể gầm. Roar. Roar. Lions can roar. Roar. Ok, được rồi. Anh Duy, what animal can swing? The monkeys can wings. Đúng rồi, đây là cô sửa cho con cái này. Khi mà các con muốn nói đến chung một cái danh từ nào đó thì một là chúng ta nói là the monkey đi. Hai, cách thứ hai là monkeys. Chỉ thế này thôi. Chứ không bao giờ có là the monkeys nhá. The monkeys or it hoặc là monkeys can swing. Okay. Henry, what animal can jump? Kangaroo can jump. Okay. Rồi. Ngọc Ánh. Chạy đâu? How can an elephant spray? How spray? Elephants can spray from its trunk. Đi kiên không vẽ lên bảng con ơi. Elephants can spray with its trunk. Okay. Không, oh, là theirs mới đúng. Their trunk. Okay, elephants can spray with their trunk. Okay. Được rồi. Theo chúng ta có đặc điểm của những con vật này. Okay. Chúng ta có những từ Henry đấy, đấy là con. Đọc giúp cô những cái từ này xem nào. Bye bye. Quick. Đúng. Loud, noisy. Oh. Dài dài quá đúng không? Intelligence. Okay, là thông minh. Okay. What animal is quick? Henry, what animal is quick? I think tiger can run quick. Okay, tigers can run quickly. Quickly, I think so. Can run quickly. Rồi, Minh Quân. What kind of animal is intelligent? In your opinion, what do you think? Minh Quân, what kind of animal is intelligent in your opinion? Ok,
Mình qua đây, qua đây. Con đâu giờ cơ đây? Duy Kiên vậy. Duy Kiên, what kind of animal is intelligent? What kind of animal do you think that is intelligent? Intelligent. Thế con bảo con gì? What? Con gì thông minh? Monkeys. Okay. Monkeys are intelligent. Okay. Okay. What animal is slow? Thanh Nha. Thanh Nha trả lời cô không? Hay là Diệu Minh đi. What animal is slow? What animal is turtle. Okay, turtle. Turtle không có thể sử dụng hơn ấy. Chưa con rùa mà bởi biển đánh phết đấy chứ. Tortoises. Mess à? Are slow. Okay. Rồi, chúng ta có từ quick là nhanh này. Slow, chậm. Loud, nói về. Không phải là to theo kiểu hình mà là to về tiếng động nhé. Ok, noisy là ồn ào và intelligent là thông minh. Rồi, tiếp theo chúng ta có cấu trúc nhá. Đã có những cấu trúc gì đây? Bạn đã nhìn thấy gì ở sở thú và con vật đó đã làm gì khi mà bạn ở đó? Ok, đây là chắc chắn là câu hỏi. Ở thì quá khứ rồi. Bạn đã nhìn thấy gì ở sở thú? Chứng tỏ là cái việc mình đi sở thú đã xảy ra rồi và mình cũng đã nhìn thấy một vài con vật. Và mình sẽ hỏi là what did you see at the zoo? Từ did trong câu này nó chính là trợ động từ của thì quá khứ đơn. Và khi tất nhiên là có trợ động từ rồi thì động từ của chúng ta sẽ để ở nguyên thể. What did you see at the zoo? Nhưng mà khi mà mình trả lời là tôi đã nhìn thấy cái gì đó rồi thì mình sẽ phải biến đổi chữ see này sang thì quá khứ. Nhưng rất tiếc, chữ see này nó là động từ bất quy tắc và chúng ta sẽ phải nhớ khi mà từ see này sang quá khứ, mình phải biến đổi nó thành saw. Đây chính là cái từ này, saw. Mình sẽ trả lời là I saw cái con gì đó. Nhớ là thêm S vào con nhé. I saw monkeys này. I saw crocodiles. I saw elephants. Ok. Đó, cô nói qua vậy thôi nhé. What did you see at the zoo? I saw. Cái con gì đó? Con gì cũng được hả cô? Con gì cũng được. Con gì cũng được con. Có thể cho số lượng vào cũng được. Nếu mà con muốn nói chung chung thì chúng ta sẽ nói thêm S à. Nhưng nếu con muốn nói là tớ đã nhìn thấy một con công. I saw a peacock and a lion. Đấy, con muốn nói gì nói. Nghĩa là mình phải để là I saw nhé. Ok, đó là cái câu hỏi cậu đã nhìn thấy con gì? Nó là câu hỏi mở. Nhưng đây là câu hỏi là có phải là cậu đã thấy cái con đấy không? Có phải là cậu đã thấy con sư tử ở sở thú không? Thì đây nó lại biến thành cái câu yes no question. Did you see any... Cậu có nhìn thấy con gì đó không? Did you see any elephants? Did you see any peacocks? Trả lời, có, yes, I did. Nếu không thì trả lời là no, I didn't. Còn no, I did not. Didn't là viết tắt của did not. Ok. Did you see any cộng với con vật số nhiều? Sau đó trả lời, yes, I did, hoặc là no, I didn't. Cấu trúc thứ ba. Giải đấy. Bạn đã nhìn thấy con gì vẫn là cái này. Đây là mình hỏi về tính cách, không phải tính cách, đặc điểm như con vật đó. Ok, cái con vật đó như thế nào? What was the animal like? Giống y hệt như câu hỏi về người, câu hỏi về nhân vật trong chuyện mà cô dạy các con ở unit trước ấy.
what is my antim like, đúng không? Thì đây là mình sẽ biến đổi nó ở quá khứ. Hay trong quá khứ động từ to be có hai loại là was hoặc là were. Bạn nào nhắc lại cho cô khi nào dùng was, khi nào dùng were. Ngọc Ánh. Ngọc Ánh. Con nói cô là khi mình dùng was khi mà mình dùng cái số lượng con vật chỉ một con thì mình dùng was, chủ ngữ số ít thì mình dùng was, còn chủ ngữ số nhiều mình dùng were. Đúng rồi. Còn với were. Để mình nhớ cái này thì các con thấy chữ was nó có ít chữ cái hơn đúng không? Thì dùng với chủ ngữ số ít. Còn chữ were nhiều chữ cái hơn rồi chủ ngữ số nhiều nhá. Đấy là cách nhớ. Ok. Chủ ngữ số ít cộng với was và chủ ngữ số nhiều cộng với were. Ok. Hai bạn nói chuyện với nhau sử dụng cái cấu trúc này giúp cô. Hỏi với con nào được rồi các con có thể trả lời như thế nào được nhé. Nhớ là phải dùng thì quá khứ nè. Minh Quân và Duy Kiện. What was the python like? What were the pythons like? Mình sẽ trả lời là nó, đúng không? Nó cộng với was hoặc là nó cộng với looked thì ở quá khứ cũng được, thế nào cũng được. Mình có hai cách. Một là dùng was này. Một là dùng to be, hai là dùng động từ looked chia quá khứ. Ok, Duy Kiên trả lời bạn kia con. What were the pythons like? Con nói chưa? Con sẽ trả lời là they were. Chúng nó như thế nào? Con muốn dùng tính từ gì để cô, nếu không dùng được thì cô sẽ viết ra đây cho con nè. Những cái con chăn trông như thế nào? Chẳng nghe cái gì cả con. Làm biết là chat được. Bạn nào nghe thấy bạn Duy Kiên nói gì không? Cô ấy không nghe thấy gì. Ai à? Ok. Bạn Minh Quân hỏi lại bạn Anh Duy giúp cô. Để bạn Anh Duy trả lời. Sau đấy Anh Duy hỏi lại Minh Quân nhá. Minh Quân. Con hỏi lại bạn. What was the pictures like? They were very lovely. Loud? Con dùng từ loud đó. Con chăn đó. Con chăn ồn ào á. Lovely. Lovely? Từ gì nhỉ? Con nhỉ? Con thấy con chăn đi làm tiếng Việt cho hộ cô thôi nhỉ? Con thấy con chăn nó chậm chạp. À, rồi rồi rồi. Thì con sẽ trả lời là they were slow. Slowly đâu con. They were slow. Chúng nó rất là chậm. Ok. They were slow. Rồi con hỏi lại Minh Quân đi để bạn trả lời. Bây giờ con muốn hỏi bạn đi về con gì? What were the bear like? What were the bears like? They were. They were? Beautiful. Beautiful, ok. Được. Rồi à, bạn Tiến Đạt và bạn Ngọc Ánh hộ cô nào. Rồi bạn hỏi bạn trả lời. Rồi chúng ta đổi vai. The crocodile like. Ồ, đúng. What were the crocodiles like? They were very scared. Scaredy. They were scary. Very scary. Scary là đáng sợ con nhá. Đúng rồi, còn nếu như mà con muốn dùng cái từ scare mà thêm đi này thì nó không có nghĩa là đáng sợ đâu, mà là con này nó bị sợ.
viết như nào nhỉ? Rồi. Scary là đáng sợ, nhưng mà scared thì mình đi thì nó là con đấy nó đang bị sợ, nó sợ con chẳng hạn, nó sợ con. Thế chẳng hạn they were scared, nó bị sợ bởi cái gì đấy. Gì đó làm cho nó sợ. Đó. Ok. Còn nếu mà nó scary là chính là nó là đáng sợ thật đấy. Rồi Ngọc Ánh hỏi lại Tiến Đạt nào. What was the giraffe like? Giraffe là con gì? Con hươu cao cổ. Sói. Hỏi bạn nhà. Hươu cao cổ. Rồi bạn hỏi con đấy. What was giraffe like? Beautiful. Có từ khác nào không con? Có từ nào khác không? Nó cao. Nó cao. Con biết từ cao là gì không? Tall. Đúng rồi. They were tall. And pretty. Được. Đấy có thể dùng nhiều tính từ mà đúng không? Ok, thank you. Bạn Henry và bạn Kiệm và nhau. Một bạn hỏi là trả lời. Nếu như chủ ngữ của con là chủ ngữ số ít thì con cùng was. Nếu là chủ ngữ số nhiều thì con were. Đó. Tùy con. What was the hippo like? Hippo là con gì? Dạ con hà mã. Cô hỏi con đâu? hippo. Con hà. Rồi Diệu Minh trả lời bạn đi con. They were. Nó như thế nào? Béo đâu là gì cô nhỉ? Em quên rồi. Body shaming quá. Fat. Là béo. Còn nếu muốn tả được cái sự khổng lồ nó to thì con dùng từ huge. Cái sai tinh tinh thế. Ok, huge. Khổng lồ, fat là béo. Đó. Trả lời bạn Henry đi con. Để lại nào. They were fat. They were fat. Rồi con hỏi lại bạn Henry đi, con muốn hỏi bạn ấy về con gì? What was the con gì? Gorilla. What was the gorilla? Con thiếu từ gì này? Like. What was the gorilla like? Like. Đấy. Henry trả lời bạn đi con. They were gì ta? Thấy nó như thế nào, con thể tả hình dáng nó. They were big. Ok, they were big, có nghĩa là nó lớn đúng không? Ok, nhìn nó rất là to lớn. Ok, con có thể dùng cái từ huge mà cô vừa bảo này. Khi mà con muốn nhắc đến kiểu đối với con thì nó rất là to, nó rất là lớn. Từ big không thể miêu tả được cái sự lớn đấy. Mình phải dùng từ huge nhé. Nói quá rồi. Okay. They were huge. Đúng rồi, ok. Xong. Tiếp theo chúng ta có thôi hội thoại này thì thôi. Ok. Ui, mấy giờ rồi? Thế rồi, có kịp giờ làm thêm cái quiz nữa không đây? Để cô check xem mấy giờ rồi. Còn 5 phút nữa. Chết rồi. Ok, chúng đã làm gì khi mà các bạn ở đó? Ok, what did the animal do when you were there? Hơi bị dài đúng không? Cái con vật đấy đã làm gì khi mà bạn ở đó? Cô sẽ qua luôn cái phần này là một vài từ trong quá khứ nhá. Một vài động từ khi mà biến đổi sang quá khứ thì sẽ như thế nào? Những cái từ nào mà được thêm đuôi ed thì là những từ theo quy tắc. Các con chỉ cần nhớ nó thôi. Nhớ theo quy tắc. Mà theo quy tắc thì phải thêm ed. Trong quá khứ thì cứ phải thêm ed. Nhưng mà những từ mà không thêm ed chẳng hạn như là từ swing này. Swing là đu ấy. Mình sang quá khứ là đã đu
phải biến đổi thành swung chứ không được thêm ed vào nó. Swing sang quá khứ là swung. See sang quá khứ là saw, giống như là I saw con gì đấy. Tôi đã nhìn thấy con gì. Spray, hình như từ spray này cũng biết sai. Chờ cô thì sửa. Spray thêm ed này. Saw này cô đổi nó thành cường. Ok. Đấy. Và chữ ed từ đuôi này nó sẽ đọc hơi khác nhau một tí ạ. Cô sẽ đọc cho con. Khi từ jump mà sang jump thì chữ ed này đọc là t, jump t. Ok, đuôi ed đọc là t. Không được đọc là jumped nhá. Jumped. Move. Chữ ed này đọc đâm là d. Moved. Spray cũng đọc là d. Roar d. Look. Looked. Ok, được rồi, cô cần một bạn đọc giúp cô cái part simple. Anh Nha có đấy không? Anh Nha ơi. Minh Quân vậy, Minh Quân. Con đọc giúp cô hai từ đầu tiên. Được cô là jumper. Đọc cho cô cả. Nghĩa là jump, jumped, move, moved. Đấy, có đọc như thế giúp cô. Jump, yes, move, move. Không, từ nha. Đọc chậm thôi, không cần nhanh. Jump, jumped. Jump, jumped. Đúng rồi, jumped. Âm cuối của mình phải là âm t. Rồi, từ tiếp theo. More. Moved. Moved. Đúng rồi. Rồi đọc tiếp với cô cái thứ ba này xem nào. Spray. Đuôi ed đọc là d. Đọc spray. Đúng rồi, spray. Cô mời bạn anh Duy đọc giúp cô bốn từ cuối cùng đi, đọc cả bốn đi. Roared. Đúng. Look. Đúng. Đây không có đuôi gì cả. Không có nhìn nào, con đọc vậy. Swing. Swung. Đúng, swung. Tiếp. See. Saw. Rồi, ok. Bạn Tiến Đạt đọc giúp cô hai từ đầu tiên. Jump. Move. Một lần nữa. Đọc lại jump. Jump. Đúng rồi. Rồi. Move. Đúng rồi. Tốt. Thế đọc cho cô cái hai từ cuối cùng này. Từ cuối cùng. This squat. Đâu, đây mà con. See, saw. Đúng rồi. Thế thì bây giờ chắc là buổi sau cô sẽ cho là kỹ hơn về cái quá khứ đấy. Bây giờ chúng ta sẽ vào một cái quiz về Unit 8 nha. Cô đã chuẩn bị sẵn một vài cái rồi. Chờ cô một tí. Rồi, chúng ta ra bài này nhá. Còn một vài phút thôi, nhưng chúng ta vẫn cứ làm nha. Các con phải làm nhanh nhé. Nhầm. Gửi nhầm link Zoom. Đừng nhấn vào đấy con ạ. Đừng nhấn vào link Quizit ý. Không như gửi nhầm link Zoom. Nói nhớ. Ok, con vào nào. Đừng nhấn vào link Zoom nhá. Bạn rồi.
bạn. Ok, xong. Ui. Nhìn kỹ nhá, nhìn kỹ câu trả lời. Minh Quân Thanh để mất streak nhá, đừng hết liên tiếp nhá. Nghe tiếng phèo gái, có bạn nào xài? Ok, Minh Quân cũng đúng hết nhá. Thanh Nha cũng cố lên nhá. Tiểu Minh cố lên. Ok. Bạn nào cố bảo thêm. Đất kia là con.
đi nhá, để dừng lại nhá. Tín giờ hơn muốn chơi lại gì nữa con. Rồi, thế là xong hết rồi đấy. Ok. Bài này có gì làm khó con không? Dễ mà, đúng không? What did you see at the zoo? I see chắc chắn không phải. Có hỏi quá khứ mà. Quá khứ của see là saw. Rồi, họ hỏi mình thấy cái gì? Chứ họ không hỏi là mình đi bằng gì, đúng không? What did you see at the zoo? I saw two pythons. What did you see at the cinema? Đây là câu hỏi. Có động, có trộm từ rồi. Câu này em ấn nhầm cô ạ. Em nào đấy? Em nào ấn nhầm đấy? Sao mà nhầm được? What did you see at the cinema? Ngoài việc là có con hỏi là bạn nhìn thấy cái gì ở sở thú thì mình có thể hỏi là bạn nhìn thấy cái gì ở chỗ khác. What did you see at the park? What did you see at the cinema? What did you see at the restaurant? What did you see at school? Đó, nhiều thứ đó. Did you go to the zoo last week? Đúng rồi, hỏi mình chết, đúng không? Mình trả lời là yes, I did. Tiếp theo. Rồi, chắc chắn là con monkey rồi. Ok. What did you see at the zoo? Câu này em sai rồi. What did you see? What did you? Ôi giời ơi, what did you see at the zoo? Tiến đạt nha. What did you see? Thiếu you. Phí quá Henry ơi. Rồi, Ngọc Ánh, Minh Quân, Đức Kiện. What did you see at the... gì đấy à? Bùi Đức Kiện. What did you see at the you là cái gì? Rồi, pandas. What did the tiger do when you were there? Chắc chắn là you were rồi. Quá khứ mà. Mình, cái việc mà mình ở đấy thì cũng đã xảy ra rồi. Đúng không? Mình phải biến đổi cái to be thành were. You were. What? À, when did you go to the zoo? Đúng không? When did you go to the zoo? When did you... Henry, trời ơi, sao vậy con? Khi mà chúng ta làm cái bài sắp xếp lại thì mình phải đếm xem số từ đủ chưa, đúng không? Ok. What did the tiger do when you were there? They roared loudly. They jump up and down quickly. Không phải đúng không? Rồi, chúng phải gầm rất là to chứ. Rồi, con công nó làm gì? Chúng nó di chuyển rất là đẹp đẽ đúng không? Nó di chuyển. Đấy, kiểu thế. They move beautifully, kiểu gracefully, di chuyển rất là nhẹ nhàng và đẹp. What did the python do when he was there? They moved quietly. Rồi, con chăn rất là nhẹ nhàng, nó di chuyển không tiếng động luôn. Con python nó không biết nhảy lên xuống nhá con nhá, bạn nào chọn đây? Jump up and down à? Con chăn làm sao mà nhảy được à. Ok, what did the panda do when Alice was there? Con gấu trúc đang làm gì? Con gấu trúc nó rất là lười và rất là béo đúng không? Nó chỉ ngồi nó ăn tre ăn trúc cả ngày thôi. Mình phải chọn là they ate slowly. Ok. Và cuối cùng, what are your favorite animals at the zoo? They are elephants. Rồi. Ok. Rồi. Bài hôm nay chúng ta học đến đây thôi nhé các con. Buổi sau thì cô, nếu mà có thời gian thì cô lại dạy tiếp unit 10 để cho con ôn thi, cho con đi thi. Cô ơi, chơi lại đi cô á. Chơi lại á. Rồi. Bây giờ cô nhìn thấy con Minh Quân này. Bây giờ nhìn thấy con. Cô nhìn. Bạn Anh Duy đâu? À đây. Rồi ạ. Diệu Minh này. Ok, hôm nay có 9 bạn. Một bạn nữa là bạn nào? Không có lớp, không có trong lớp. Thế buổi sau là buổi cuối cùng rồi á con nhá. Cố gắng tham gia lớp với cô đầy đủ nhá. Nghe chưa? Hôm đó cũng sẽ là buổi cuối cùng trong năm. Đấy. Mong là sang năm mới chúng ta gặp lại nhau ở một cái lớp nào đó. Có thể không phải là ôn thi nhưng mà cũng là một lớp học phí. Còn Tiến Đạt thì chắc là cô cũng sẽ gặp lại con rồi, đúng không? Ok. Rồi, thế nhá con. Thứ 6 hẹn gặp lại các con nhá. Lúc 8 giờ buổi cuối cùng nhá. Sắp sang năm 2022 rồi. Chúc một năm mới trước nhá. Rồi, thứ 6 có lại chúc lại lần nữa. Okay, goodbye. See you on Friday, okay? Goodbye, teacher. On Friday, teacher.
Ok, bye các con. Bye bye chị Đạt. Bye bye teacher. Bye bye Diệu Minh, Thành Nga, Duy Kiên. See you again. Kiên, không biết nữa. Goodbye, see you on Friday. See you. Rồi, là lớp level 3 là gặp cô nhá. Anh Duy có vào học với cô không đấy? Không, level 3 ấy. Sao học với cô không đấy? Vào đi con, cô nghĩ là con phải được học được đấy. Bye bye. Các con, bạn nào nói gì với cô đây? Đi ngủ đi. Từ sáng gặp lại nhá. Bye bye. Cô ta đây. Bye bye. Ra khỏi lớp luôn. Cô vẫy từ đấy. Bye bye, cô tắt ở đây. Bye bye.